Sáng ngày 20 tháng 11, trường tiểu học A Long Bình long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông Võ Hoàng Lâm, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Âu Phú, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình, phụ huynh và học sinh về chung vui với nhà trường. Cô Đoàn Thị Xuân Thúy, hiệu trưởng trường tiểu học A Long Bình khẳng định, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò trường tiểu học A Long Bình đã không ngừng phấn đấu rèn luyện đổi mới phương pháp dạy học và đạt được nhiều thành tích cao. Đặc biệt 5 năm qua, được sự quan tâm của các cấp, trường tiểu học A Long Bình không ngừng phát triển về quy mô trường lớp, số lượng học sinh, chất lượng học tập ngày càng nâng lên. Kết quả năm học 2022-2023, toàn trường có 712 trên 719 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt tỷ lệ 99% có 5 giáo viên dạy giỏi cấp quyền, 34 trên 36 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 4 chiến sĩ thi đua cơ sở, một bằng khen ủy ban nhân dân tỉnh, tập thể trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc và đạt cờ thi đua tỉnh An Giang. Đây là nền tảng dưỡng chất, là động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường phá quy hơn nữa trách nhiệm, tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hoàng Lâm, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Áo Phú, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần phấn đấu của nhà trường trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời nhấn mạnh thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao chất lượng giáo dục, gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa, tiếp tục đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới và trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo Quyền Áo Phú. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng cờ thi đua cho trường tiểu học A Long Bình đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 và một bằng khen cho cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023. Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú tặng giấy khen cho một tập thể và năm cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023